thưa cô bác anh chị, mình đang có mặt ở bếp cơm của cô Cường. Hôm nay các cô làm món gà kho gừng. Hai thau hả cô? Hai thau con. Dạ. Một thau. À, đây một thau nữa. Đây là con. Đó. Đây là một thau nữa, vô hết một giỏ rồi. Dạ. Đây các cô chú là đang đóng gói dạ gà đó giờ mua hơi mắc quá, do giá xăng tăng nên là các thực phẩm giá xăng tăng nên là thực phẩm ăn theo giá xăng tăng lên, vàng quan cũng mắc, cái gì cũng mắc. Con mua vé máy bay đi mà đắt gấp đôi rồi. Bây giờ Hà Nội nếu mà vé VIP bây giờ là 8 triệu một lượt. Còn vé bình thường cũng 3 triệu mấy, 4 triệu rồi. Cái gì cũng ăn theo giá xăng rồi. Còn bán đồ lên, bán không được á. Dạ. Bán đồ lên nhưng mà lên 40 ngàn, 35 ngàn, bán lên 40 ngàn đó đấy, khổ mớ ăn 35 ngàn. Vâng. Trời ơi, cái chuyện lên giá. Vâng. Nói lên đâu có ai chịu đâu. Dạ. Lên, để ôm như thế thôi. Đây, hôm nay các cô làm thứ nhất là canh cải ngọt, món thứ hai là canh cải song, tiếp đây là chuối. Ồ, hôm nay nhìn chuối rất là xuất sắc nha. Cái này để được lâu, ai 3-4 ngày ai mà ăn liền đó thì cũng được. Đúng không? Và mà cô quái ăn vậy nè. Vâng, nó không quá ngọt. Nó không ngọt. Còn để kia thì nó xuống đường, chuối này rất là ngon nha, ngon xuất sắc luôn các bạn. Nước suối. Đấy thưa cô, là hôm nay con xin gửi cô là 9 triệu để nấu cơm và có 2 triệu rưỡi nữa, tổng cộng là 11 triệu 500 là cô Bích ở Pháp có gửi tặng con, cô và các tình nguyện viên là 2 triệu rưỡi và có gửi nấu cơm là 9 triệu. Đây cô đếm số tiền này, đó là 11 triệu 500. Tên gì? Dạ, cô Bích ở Pháp. Cảm ơn chị Bích nha. À, cô gửi số tiền là 11 triệu 500. Dạ. Đủ rồi. Thì cô có nói và cô có nói bảo 2 triệu rưỡi thì thôi tùy các cô cháu quyết định. Là còn cái kia chỉ nấu cơm 9 triệu thôi. À, cô Bích thì cũng đã giúp mình cũng khá là nhiều lần rồi. À, thì qua đây cũng xin cảm ơn cô Cường cùng các cô chú ở trong bếp cơm đã làm những các cái phần thức ăn này. Cảm ơn rất nhiều như chị Bích. Cô làm nước chuối, cơm. Dạ, chuối. Đó. Chuối, nước chuối. Dạ. Cơm. Đó. Vậy là không phải cho chẩn cãi nữa. Dạ. Rồi lỗ không cần biết cứ lên vậy à. Dạ. Chứ giờ tí thiếu quá cũng còn nghiệp người ta. Dạ. Dạ. Rồi lỗ không cần biết. Dạ. Cứ lên nè. Rồi. Cảm ơn rất là nhiều như chị. Dạ, cảm ơn cô. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha chị. Dạ. Đây các bạn ơi, những cái món ăn đường phố ở Việt Nam thì trong đó có món cơm tấm nướng sườn. Ở đây sườn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Đây chú đang nướng những các cái miếng sườn để bán cơm tấm buổi trưa. Khói nghi ngút luôn. Sườn này các bạn là được tẩm ướp với gia vị rồi mật ong nên là khi ăn miếng sườn nó có cái vị ngọt, vị mặn. Miếng sườn sẽ hơi xém xém một xíu thì lát xíu khi mà bán là sẽ cắt những các cái phần cháy. Đây hồi sáng thì vừa mới chia gà mỏi cả tay, chưa kịp nghỉ thì lại bay qua bên đây để chia canh bỏ vào bịch để bán vào buổi trưa. Yeah. Nên là cô bác mà có con trai mới lớn thì cứ xem kiếm mấy cô buôn bán ở chợ, vừa đảm nhiệm việc gia đình cơm dẻo canh ngọt.
lại còn biết kiếm tiền nữa. Ở đây không có sợ đói. Dạ đúng rồi, không lo đói. Vừa biết làm này mà chỉ biết làm kia. Và cái gì cũng biết làm luôn. Và một cái hay nữa là các cô ở chợ là không bị bắt nạt ra. Không ai dám bắt nạt ra. Các cô ở chợ rất là hiền, hiền khô luôn, không ai dám bắt nạt. Đây những cái món bếp cơm của cô Cường bán đây. Hôm nay thì có món cá rô chiên này, rô phi kho, món cá bạc má kho măng, cá ngừ đại dương, rồi gà xào với cà ri. Đó, sơ sơ là 4 món. Món thứ 5 là ếch xào lăn. Món thứ 6 là cá hú. Món thứ 7 là tôm càng kho tàu. Món thứ 8 là gà rô ti. Món thứ 9 là thịt kho mấy trứng. Món thứ 10 là đậu hũ dồn thịt. Món thứ 11 là cá hường chiên xả. Món thứ 12 là cá phồng chiên. Trời ơi. Rồi còn quên, chưa tính đến là cơm sườn mì chả, rồi thịt nướng. Quá trời món, các món ăn chơi. Cỡ khoảng 15 món. Cái quán tuy nhỏ nhỏ nhưng mà rất nhiều võ. Cô bác ăn cơm tấm có thể gọi theo số điện thoại 0933228435. Có số điện thoại luôn. Gặp con gái yêu của cô Cường. Để cho cô bác anh chị không quên cái quán cơm thì có để là cơm tấm Cường Sài Gòn, cơm sườn bì chả trứng đùi gà ba rọi nướng. Nhưng mà thực ra là có mười mấy món cơ, chứ đây là chưa có in hết và có giao hàng tận nơi. Để sơ sơ đây, con gái yêu của Cường. Còn đây là những cái phần xe phát từ thiện. Thì cỡ khoảng trên 300 phần cô Bích ở Pháp có gửi tặng. Thì cô Cường làm tặng mỗi người một trái chuối, một hộp cơm, một trái nước. Để đóng tấm màn đi anh, tấm màn đi. Không anh cứ để anh xe mặn mặn đi Dũng. Đây bây giờ sẽ bắt đầu phát cho các cô chú anh chị lại lấy cơm. Thì ưu tiên một chú bị cụt chân thì thưa cô bác anh chị là chú Hà Long cũng mới bị tai nạn. Chú cũng là một thương phế binh đây, chú này cũng là một thương phế binh. Rồi, cảm ơn Dương. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, mời các chú ạ. Rồi, xin mời hai mẹ con. Rồi, xin mời, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn. Này, cô bác thì mỗi người một phần cơm, nước chuối, chuối. Rồi, xin mời, cảm ơn ạ. Rồi, xin mời. Rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Cơm gà đây các. Rồi, xin mời. Cảm ơn cái máy. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn cái máy đâu biết cái gì đâu. Cô Cường có nhắc là nhìn lên cái máy cảm ơn đi. Thì cô kia cô lại thiệt thà, cô nói là cảm ơn lại cảm ơn cái máy. Rồi, xin mời, xin mời. Cơm chuối, nước chuối. Rồi, xin mời, cảm ơn. Xếp hàng thôi chú.
Rồi, xin mời, xin mời. Rồi, xin mời, cảm ơn. Cảm ơn, xin mời. Xin mời. Xin mời, xin cảm ơn. Và cảm ơn các cô chú. À, cảm ơn. Chú làm nghề gì? Dạ, ở ngoài đường không à. Ở ngoài đường luôn à. Thế sao nhà đâu mà không ở? Nhưng mà trước phải có nhà gì chứ? À, bán lâu rồi. Giờ ở công viên. Rồi cứ hàng ngày lại đây lấy cơm ăn nhé. Dạ. Rồi mời chú, cảm ơn chú. Dạ xin mời. Đây đội quân Campuchia. Mấy con? Hả? Em mấy con? 4-5 đứa là. Ba đứa rồi á. Qua xếp hàng đi bà. Cô chú cứ xếp hàng lấy giùm con. Rồi xin mời. Cô bác mình xếp hàng đi ạ. Xếp hàng vô em. Đứng cuối hàng. Rồi mời bà. Bà nhiêu tuổi rồi? 73. Mà quê bà ở đâu? Ở Sài Gòn. Rồi, tài lấy phần cơm đi. Ở cổng lãnh. Rồi, thôi cho ông trình bày vợ đang ở nhà. Rồi, cảm ơn bà nhá. Dạ, bà đi. Lại mà lấy cho bằng được hai trái chuối luôn. Dạ, có. Đây mấy chú đạp xích lô, chân có tật nhưng mà chú vẫn đi làm. Sáng có cuốc nào chưa chú? Dạ. Rồi cảm ơn chú. Thằng nổi tiếng quá. Rồi. Nói em mình cái tính hữu mình mà nó. À, xin mời. Rồi ăn cơm, lấy cơm chị. Việt kiều Mỹ về đó. Đi đâu?
Để xe sát lề cô bác ơi, mỗi người một phần. Mỗi người một chai nước, một trái chuối, một hộp cơm. Một trái chuối, một chai nước, một hộp cơm, cô bác mỗi người một phần. Rồi, một chai nước, một hộp cơm, một trái chuối. Rồi, xin mời. Vâng, một chai nước, một trái chuối. Thấy chú khó khăn ưu tiên đấy. Dạ rồi, xin mời, xin mời. Để xe sát lề lấy em ơi. Để xe sát lề lấy. Hộp cơm, chai nước, trái chuối. Rồi lấy đi. Tổng công ty ve chai. Rồi một hộp cơm, một chai nước, một trái chuối. Mời các cô bác. Một hộp cơm, một chai nước, một trái chuối. Xin mời. Rồi xin mời bà. Một hộp cơm, một chai nước, một trái chuối. Dựng xe sát lề anh ơi. Hộp cơm, chai nước, trái chuối nữa. Rồi xin mời. Anh lấy dùm ông đi. Ờ rồi con lấy đi. Hộp cơm, chai nước, trái chuối, xin mời. Để xe sát lề đi chú, để xe xuống lấy. Hộp cơm, chai nước, trái chuối, mời cô bác. Mỗi người một phần. Hộp cơm, chai nước, trái chuối, lấy đi anh. Rồi, xin mời, xin mời. Rồi, hộp cơm, chai nước, trái chuối, lấy đi anh. Đây có bà còn lấy xong ra ngồi ăn tại tại chỗ luôn này các bạn này. Đã chú hạt tính sinh cho con kia được không con? Trời ơi, mỗi người một phần. Ồ. Bà có hai con chó luôn à? Bà ăn cơm ngon không? Bà ăn nữa không? Có cần thêm hộp nữa không? Bà quận 7. Dạ. À. Cầu Tân Thuận 1. À. À. Vâng. À, vậy bà nuôi hai con này. Đưa nó đi chơi. À. Bà ăn đi. Vâng vâng. Có ăn hộp nữa không? Có thiếu không? À rồi, tặng bà hộp nữa nhá. Dạ. Bà ăn đi, con lấy cho bà. Là hai tháng mấy trước có qua đây xin một lần. Vâng. Dạ. Cái ở bệnh bán không có qua đây. Vâng. Bữa nay đi qua đây, tự về đi qua. Cứ nghe nói cô kia khổ cho gạo á. Vâng. Đi qua mà cũng có lần khổ. À. Cái qua vâng vâng dạ. Rồi mời bà, mời bà để con lấy cho bà hộp nữa tối bà ăn nhé. Dạ. Ăn được đúng không bà? Ngon dạ.
Vâng. Đấy, bà có hai con chó nữa nhìn rất là dễ thương. Rồi, biếu vào hộp nữa nhá. Dạ rồi, rồi mời bà. Vâng. 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 Dạ. À. Vâng. 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 Ngoan lắm. Vâng. Rồi thôi mời bà ăn đi. Dạ. Đây vẫn còn. Xuống xe lấy đi chú ơi, mỗi người một phần. Rồi bánh chuối ăn cơm lấy đây. Lấy đi chị. À, xin mời. Lấy chai nước nữa, cơm chuối nước suối. Cứ đầy đủ thành phần. Rồi xin mời. Dừng xe sát lề lấy đi anh ơi. Rồi xin mời, cảm ơn em. Bị mổ não à, đúng không? Thấy não mổ mấy chục vết. Lấy ngoài kia em. Nước kia kìa. Rồi đại gia đình nữa rồi. Ba mẹ con. Rồi xin mời. Rồi lấy cơm ăn đi. Rồi được rồi, xin mời, cảm ơn. Nhanh lên. Rồi xích luôn, lấy cơm đi chú. Rồi lấy đi các chú. Lấy cơm đi chị, cơm chuối nước suối. Để bán vé số. Để xe sát lề anh ơi, để xe sát lề đi. Rồi lấy cơm chuối nước suối, mỗi người một phần. Chạy xe đỡ không anh? Thế quá. Vâng, cứ ghé đây thì lấy cơm ăn. Dạ. Lấy trái chuối, trái nước nữa. Nước bên kia. Này là món quà này là của cô Bích ở Pháp gửi tặng nha các bạn. Cũng phát sắp hết rồi, còn mấy chục phần nữa thôi. Nãy 4 bội mà phát, giờ còn có 1 bội thôi. 4 bội đầy nhóc, giờ còn bội vơi. Lấy 2 trái chuối nữa. Rồi, mỗi người 1 trái nước, 1 trái chuối, 1 hộp cơm. Dạ. Vâng, rồi. Cảm ơn cô đây, cảm ơn luôn bà giám đốc này có sức khỏe này. Các cô Mạnh Thường Quân thì gửi tiền, nhưng mà bà giám đốc phải có sức khỏe thì mới hướng dẫn anh em lèo lái để biến nó thành cơm. Lấy cho nước rồi. Ok. Lấy nước rồi. Dạ. Rồi, lấy cho nước rồi. Dạ.